Điều trị ung thư bằng các phương pháp y học cổ truyền được nhiều người quan tâm. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, người bệnh và người nhà bệnh nhân có quan điểm chưa đúng về vấn đề này nên đã xảy ra không ít các trường hợp đáng tiếc. Điều trị ung thư bằng thuốc thảo dược theo quảng cáo. Ung thư được xem là bệnh khó điều trị, có thể di căn và dẫn đến tử vong. Người mắc bệnh ung thư thường rất lo lắng, chạy chữa rất nhiều nơi. Các phương pháp y học cổ truyền như dùng thuốc thảo dược hoặc châm cứu bấm huyệt được người bệnh mắc ung thư rất quan tâm và rất dễ đặt niềm tin vào các quảng cáo tràn lan không được kiểm duyệt. Theo đó, người bệnh tự ý sử dụng một vài loại dược liệu trong mọi loại ung thư, điều này không hoàn toàn chính xác. Việc sử dụng loại dược liệu gì, phối hợp thế nào và liều lượng bao nhiêu phải căn cứ vào từng trường hợp cụ thể mà bác sĩ chuyên khoa sẽ đưa ra lựa chọn phù hợp nhất. Từ chối điều trị ung thư bằng y học hiện đại. Người bệnh ung thư thường cho rằng chỉ cần sử dụng phương pháp y học cổ truyền là đủ và từ chối điều trị bằng y học hiện đại. Đây là một quan điểm rất sai lầm do hiện nay hầu hết các loại ung thư đều phải được điều trị bằng y học hiện đại trước khi sử dụng các phương pháp khác. Rất ít loại ung thư được chữa khỏi hoàn toàn, kể cả sử dụng y học cổ truyền hay y học hiện đại. Một số loại thuốc thảo dược được sử dụng lâu đời đã có nhiều bằng chứng trong việc hỗ trợ giảm kích thước khối u, giảm sự di căn của tế bào ung thư như bạch hoa, xà thiệt thảo, bán chi liên, xạ đen, đan sâm, tâm thất, trinh nữ hoàng cung. Tuy nhiên, hiện nay các loại thuốc này chưa có đủ bằng chứng chứng minh rằng nó có thể chữa khỏi hoàn toàn căn bệnh ung thư mà chỉ có một vai trò hỗ trợ kiểm soát ung thư. Việc từ chối điều trị y học hiện đại có thể do quan điểm rằng sử dụng phương pháp xạ trị hoặc hóa trị sẽ gây tổn hại đến cơ thể. Tuy nhiên, không vì thế mà người bệnh từ chối các phương pháp này vì chúng là những phương pháp hiệu quả để ngăn ngừa sự lan rộng và di căn của tế bào ung thư. Các bác sĩ trước khi đưa ra bất kỳ chỉ định nào cũng đã tính toán lợi ích và nguy cơ. Nếu lợi ích cao hơn nguy cơ thì mới chỉ định cho người bệnh. Hiện nay, nhiều bằng chứng đã cho thấy rằng y học cổ truyền như thảo dược và các phương pháp châm cứu có tiềm năng lớn trong việc cải thiện các tác dụng ngoại ý của xạ trị và hóa trị như tiêu chảy, táo bón, tiêu tiểu ra máu, buồn nôn, mệt mỏi, chán ăn, các rối loạn da. Chính vì thế, người bệnh ung thư nên tuân thủ theo các hướng dẫn điều trị y học hiện đại để tránh ung thư tiến triển đến các giai đoạn muộn.